vào lưu trái bí đao, để nó chìm xuống rồi dần dà tan ra trong nước. Khi đó cả nhà sẽ có một loại nước uống ngọt mát thanh tao. Tôi thấy hình như tình cảm quê hương cũng tan ra và thấm sâu vào tâm hồn tôi một cách tự nhiên như thế. Ông tôi thường nói, nước là lọc của trời, hạt gạo là mồ hôi của người. Nước và gạo đều vô cùng quý giá. Cho nên tôi thấy cái lưu gần gũi bình dị vậy mà cũng quan trọng lắm chứ. Cũng như lưu nước, cái lưu gạo trong nhà đông đầy trong tôi nhiều kỷ niệm. Hồi đó chỉ cần nghe tiếng lon gạo chạm vào vách lưu thôi là má tôi đã biết gạo trong lưu lưng hay đầy, và tính toán chính xác gạo này sẽ còn ăn được trong mấy bữa. Tôi tự hỏi, không biết giờ này ba má tôi có ra hướng những giọt mưa. Dẫu biết quê tôi và nhiều mảnh đất khác ở miền Tây đã dần thay da đổi thịt, dẫu nước máy đã về đến vùng sâu, nhưng mỗi khi có một cơn mưa đi qua, tôi vẫn tin ở đâu đó trên vùng đất tôi sinh ra sẽ vẫn có những hạt mưa mang theo mùi của lá dừa mục, mùi của khói kiều rồi chảy vào mương nước, và sẽ đông đầy cho ai đó một nỗi nhớ, một tình cảm vui vị của những tháng ngày đã xa.